Tinh mơ sáng tháng năm, trời trong vắt như lập qua một tấm vải màu xanh. Đó là lúc trời mát mẻ nhất trong một ngày. Giấc ngủ của người lành mạnh tương đối vào lúc này ngon nhất. Nhưng không bao giờ tôi dậy muộn, là vì chính vào lúc đó thì các con chim bé nhỏ ríu ran tập hót ở trên các ngọn cây chung quanh nhà. Bao giờ cũng vậy, nghe tiếng chim hót như thế tôi cũng thức dậy, nhưng không mở mắt vội. Cứ nằm mà nghe khúc nhạc của chim, và tôi ưa nằm đoán một mình xem tiếng nào là tiếng chim sâu, tiếng chim khuyên, tiếng nào là tiếng chào mào, tiếng chích chòe, và tiếng nào nữa là tiếng chim cu, bạc má. Không khí thanh bình lúc ấy hiện lên từ trong ngọn gió, từ tiếng động ở trong nhà, từ cái xẻng của người phu xúc đất, dắt vào trong đường dây xe điện, cho đến cái tiếng chổi trà cán dài ngòm của người quét đường, làm việc một cách thong dong, nhàn nhã. Chắc hẳn cũng có nhiều người vất vả, nhưng không hiểu tại sao dưới mắt tôi lúc đó, đời sống của người ta có vẻ nhẹ nhàng, bình dị, không bôn ba lo nghĩ quá đến đồng tiền như bây giờ, để đáp ứng những đòi hỏi mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Bây giờ, thấy người ta giữa buổi trưa nắng này đom đóm mắt mà vẫn cứ chạy bù đầu ở ngoài đường để buôn bán làm ăn kiếm đồng tiền mua cái máy giặt, cái tivi, cái máy thu băng. Tôi ưa nhớ lại những buổi trưa tháng năm trước ở Bắc Việt. Cũng oi, cũng nóng, cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng hầu hết người nào lúc đó cũng tự cho phép mình nghỉ xả hơi, kiếm một chỗ nào có gió mát để chợp mắt đi một chút. Đường phố vẫn hẳn người đi lại. Nằm ở trong nhà nhìn ra bên ngoài thấy cái cảnh êm ả của phố phường, tự nhiên mình cảm giác thấy cái nắng cũng có vẻ nên thơ. Tiếng run tiếng dế nghe cũng có một cái gì thú vị, mà ngay đến sự uể oải của người ta cũng là thứ uể oải phong lưu, chứ không phải vì quá lao tâm khổ trí mà thành ra kiệt sức. Hầu hết mọi người, ngoài thì giờ buôn ba tranh đấu sự sống còn ra, vẫn có một chút thì giờ để pha một ấm trà ngon nhắm nhót, cao hứng ngâm một vài câu thơ để mình lại nghe với mình. Xong rồi tìm những đường phố mát, thủng thỉnh đi chơi, xem cây thế, ngắm giò lan, và nếu cao hứng hơn chút nữa, thì đi tìm hàng mần thắn ra dụng đậu ở gần đền Vũ Thạch, ăn một tô. Hay sẽ xuống chợ hôm tìm hàng bánh cuốn ngon nhất thưởng thức vài miếng, rồi tráng miệng một chén chè hạt sen lòng nhãn. Vậy như thế lại ngon, chớ thật ra vào cái tháng này, nghĩ đến cơm đã ngán. Người vợ hiền biết ý chồng, cứ phải nghĩ cách để thay đổi món, luôn luôn cho chồng dễ nuốt. Nay canh riêu cua, mài giò sống nấu ăn với cả. Nhưng ta cứ phải thành thực nhận rằng, ở Hà Nội, vào những buổi chiều tháng năm đứng gió, người sang kẻ hèn đều có thể tự tạo một cái thú vô cùng thanh lịch mà ít đồng tiền. Ấy là ăn bánh tôm ở trên hai bờ cỏ đường Cổ Ngư. Cô Năm đã ra thăm ngoài Bắc lần nào chưa nhỉ? Thử tưởng tượng mà coi, một bên là Hồ Tây, một bên là Hồ Trúc Bạch, giữa là con đường Cổ Ngư thẳng vút lên Nghi Tàm. Hai bên viền cỏ xanh mướt mướt và san sát cây cao bóng cả. Cứ vào khoảng 5-6 giờ chiều, nắng bắt đầu nhạt, thì người ta dọn bàn ghế ra hai bên lề cỏ ấy, bán cho những người đi hứng gió các thứ giải khát địa phương. Ngồi uống đỡ mệt rồi mà thấy lòng phơi phới, vì có gió mát từ hai cái hồ đẹp dâng lên. Anh có thể bảo khẽ chủ nhân đưa lên cho anh một đĩa bánh ăn chơi. Bánh đây là bánh tôm, nhưng kỳ lạ lắm cô Năm à. Nói cô đừng buồn, chớ thực quả là tôi thấy cái bánh tôm chiên bán ở tiệm, ở quán, ở chợ, trong 11 quận đô thành, nó vẫn thế nào, chớ không như cái bánh tôm ở đường Cổ Ngư Hà Nội.
cái bánh tôm chính cống ở Hà Nội không có khoai lang tẩm bột đánh với trứng vịt rắc lên trên, mà là thứ bánh chỉ hoàn toàn có bột và tôm thôi. Ăn vào không ngán mà lại thơm, chấm với xì dầu, giấm ớt, ngon không chịu được. Anh muốn ăn chiên già hay chiên non? Tùy, nhưng chiên già hay chiên non cũng vậy. Ăn cái bánh ấy, tôi đố người nào lại không da diết nhớ lại lúc còn đi học. Kẹp cái cặp vào hai đùi, đứng ăn 2-3 xu bánh tôm như thế và húp xì dầu giấm bao nhiêu cũng chưa thấy đã. Cái bánh tôm ấy ăn không cần kèm các thứ rau đã ngon rồi. Bánh tôm ở trên đường Cổ Ngư chính là thứ bánh ăn theo kiểu đó, mà chưa biết chừng lại thú hơn vì nhiều lẽ khác. Vừa ăn bánh mình lại vừa được trời quạt cho khỏi nóng. Thêm vào đó, sóng nước lại rì rào đập vào bờ như hát ru mình, trong khi mắt mình được thưởng thức không biết bao nhiêu cái nõn nà của biết bao nhiêu người. Ôi, vào những buổi chiều như thế thì nam thanh nữ tú thiếu gì. Chẳng sợ anh nhìn không xuể, mà thương nhất là mắt cô nào cũng như mơ, nhìn anh mà anh biết ngay là thương yêu anh thực sự, y như thể mẹ thương con, em gái thương anh trai vậy. Càng về tối, sóng càng tràn mạnh hơn vào vệ cỏ. Bây giờ anh không còn thấy sóng rì rào nữa, nhưng có vẻ như thủ thỉ ân tình. Vừa lúc đó, người hầu bàn bưng một đĩa trái cây tráng miệng lên. Bà ấy cầm một que bổ quân đưa lên miệng, thì chính là lúc ông cũng vừa ngồi sát lại với bà ấy hơn chút nữa và bắt đầu kể chuyện ngày xưa.